Hello, xin chào các bạn ha. Thì hôm nay tôi xin trình bày về cái phần phân độ phản vệ các bạn. Thì đối với bệnh nhân phản vệ thì chúng ta phân làm 4 độ nhé các bạn. Thì đối với độ 1 á thì chỉ xuất hiện chỉ có ở một cơ quan thôi. À, chỉ có một cơ quan thôi, xuất hiện chỉ ở một cơ quan thôi thì người ta gọi là độ 1. Ví dụ như là đỏ da, phù nề da nè thì đó là một cơ quan thôi ha. Còn đối với độ 2 thì nó sẽ có hai cơ quan trở lên nhưng mức độ nhẹ. Ví dụ lúc đầu bệnh nhân là mạch vô 80, khi mà chích vô mà lên 100, 110 cũng thì đó cũng gọi là một cơ quan ha các bạn. Thì đó chúng ta cũng tính là đó là một cơ quan. Ví dụ lúc đầu huyết áp 120 chích vô lên 160 thì đó cũng gọi là một cơ quan ha các bạn. Còn đối với độ 3 thì có từ hai cơ quan trở lên nhưng mức độ nặng. Ha. Thì nếu mà có tụt huyết áp là nặng ha. Xuất hiện hai cơ quan mà không có tụt huyết áp là mức độ nhẹ. Mà nếu mà bệnh nhân có xuất hiện tụt huyết áp là mức độ nặng, tức là độ 2 và độ 3 đều từ hai cơ quan trở lên, nhưng độ 3 thì nó có tụt huyết áp hoặc là siêu hô hấp nặng, từ độ 3 trở đi người ta mới gọi là sốc phản vệ các bạn. Còn mà độ 1, độ 2 người ta chưa gọi là sốc phản vệ, người ta chỉ gọi là phản vệ thôi. Còn từ độ 3 trở đi thì người ta gọi là sốc phản vệ hay còn gọi là cái độ nguy kịch ha các bạn. Thì huyết áp nó tăng, khi mà huyết áp tăng mà lại chích adrenaline thì chúng ta vẫn không sợ. À, đối với mà trường hợp mà bệnh nhân có huyết áp cao, huyết áp tăng các bạn thì người ta gọi đó là giai đoạn sốc cương ha các bạn. Chúng ta vẫn mạnh dạn chích adrenaline, chúng ta không sợ mà nó làm tăng lên nhiều nữa. Nếu chúng ta chẩn đoán đây chính xác là cái phản vệ thì chúng ta có quyền chích lên nữa, mặc dù cao vẫn chích. Khi mà chúng ta giải quyết được cái gốc gác của nó thì hết cái phản vệ thì huyết áp tự động nó sẽ hạ xuống trở về bình thường ha các bạn. Tiếp theo là cái phản vệ độ 4 các bạn. Nếu mà bệnh nhân ngưng hô hấp tuần hoàn thì đó là độ 4 ha. Thì đó là 4 cái độ mà của sốc phản vệ các bạn. Thôi, tôi xin kết thúc clip tại đây. Chúc các bạn học tập được tốt. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.